Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là mùng ngày mùng 8 tháng 11 năm 2024. Cửa hàng chúng em lại xin lên sóng thanh lý cho anh em những mặt hàng sau đây của bên em nhé anh em ơi. Anh em hãy xem video ngày hôm nay của bên em nha. Muốn mua máy vì giá thanh lý ấy, giá thành nó rẻ như cháo chó luôn anh em, thì anh em hãy xem video này anh em nhá. Đấy, hôm nay em thanh lý một chiếc bình điện, hai chiếc máy cưa và ba chiếc máy cắt cỏ để cho anh em có nhu cầu về sử dụng nha. Đây toàn bộ là máy mới tinh 100% luôn. Anh em thoải mái đi anh em, về tới tay anh em sử dụng đều là máy nhá, máy mới tinh luôn trong thùng này. Đấy anh em nhớ ni lông liếc còn nguyên luôn anh em nhá. Chưa có ai sử dụng đâu. Đấy, đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ H, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Tại sao mà em lại ghi cái mã chữ H là như thế? Bởi vì thuận tiện cho anh em đặt hàng. Ví dụ anh em ưng cái H1 này đi, nhưng mà anh em bảo ấy thì bên em rất là khó khăn và bên em thì lên rất là nhiều video. Thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua cái con H1 là được anh em nhá, là em sẽ biết ngay anh em muốn chốt cái con thanh lý bình điện này đây, thì em sẽ bán cho anh em đó với cái giá 590k và bao ship cho anh em luôn. Tất cả giá công khai ở đây em đều bao ship rồi nhá. H1 này, đây là H2 này, hoặc là anh em muốn mua máy cưa này thì bảo là anh muốn mua cái con H2 là được anh em nha. Và cho em xin biết thông tin địa chỉ số điện thoại, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em luôn. Đấy, bên em mình không bắt cọc cạch gì trước đâu. Anh em cứ nhìn đúng như trên video nhận đặt hàng của em nhá. Đấy. Hôm nay thanh lý đầu tiên là cái H1 là một chiếc bình điện 20 lít, bình điện này là bình điện Japan chất lượng cao nha. 590k một chiếc, ngoài cửa hàng người ta đang bán với cái giá 800, nhưng mà hôm nay em bán thanh lý 590k thôi. 20 lít bình điện là bình điện một bơm, là bơm đơn nha. Đây đặc biệt nó thiết kế cho anh em là cái dạng này. Công tác ở đây nằm ở đây này. Đấy, nước nôi chạy đầy đủ luôn anh em nhá. Bình điện này thì nó hàng ấy, nó ra lưu lượng ra nước nó khỏe lắm, nó không có yếu đâu anh em, khỏi phải lo đi. Bình này là bình 20 lít luôn anh em nha. Đây, 20 lít này anh em. Thấy không ạ? Đó. Và đặc biệt cái bình ắc quy nó thiết kế nó nằm ở trong này này. Anh em mở cái nắp rút cái bình ắc quy này ra được nhá. Ví dụ sau này anh em này về đó tháo đèn ra. Đấy. Lấy cái bình ắc quy này ra mà thắp bóng đèn đồ linh tinh này. Đấy đúng không? Rất là hợp lý nhá. Bình này, bình ắc quy này, bình ắc quy phun thuốc này. Japan đầy đủ luôn anh em nha. Công ty Suka Việt Nam này. Đó, sản xuất con này là tháng 7 năm 2024 này anh em nhìn thấy không? Có cả mã số ở đây đàng hoàng luôn anh em. Đấy, bình điện là bình điện bình ắc quy 9A. Cái lưu lượng nước và dòng này này, anh em hãy sạc đầy một cái bình này thì anh em có thể xịt được tầm khoảng 15 đến 20 bình thì sẽ hết điện nhá. Anh em lưu ý hộ em, tầm khoảng 15 đến 20 bình là hết điện. Đó. Đây. Bình này cho anh em về xịt thuốc sâu đồ linh tinh hoặc là xịt thuốc cỏ ấy. Anh em nào làm vườn rau đồ linh tinh, làm một chiếc thanh lý này về mà xài giá thành hợp lý lắm. Đây, như này. Cần là cần rút được luôn anh em nha. Cục sạc cũng xích đầy đủ hết ở bên trong này, phiếu bảo hành 3 tháng của chuẩn nhà công ty này. Anh hiểu không? Đó. Cái phần doa bếp phun xịt rất là đầy đủ luôn. Chỉ có 590k một chiếc, anh em thấy giá này thì hợp lý chưa? Và lại còn bao ship cho anh em nữa thì anh em không chốt ở đây thì còn chốt ở đâu nữa? Đúng không ạ? Đấy, H1 hôm nay em thanh lý cho anh em là 590k một chiếc bình 20 lít nha. Anh em nhìn là biết chất lượng như thế nào, em giới thiệu chi tiết cho anh em rồi. Đấy. Về sử dụng xịt thuốc sâu, xịt thuốc cỏ đối linh tinh. Rồi qua con H2 này. Qua con H2 là một chiếc máy cưa mini cho anh em leo trèo trên cao cắt cành tỉa nhánh. Thay vì bây giờ anh em có thể sử dụng một chiếc máy cưa điện ấy, thì anh em lấy con này thì nó ok hơn cho anh em. Giá thành thì nó chỉ ngang với một chiếc máy cưa điện thôi. Bây giờ 1.250.000 thanh lý cho anh em để cho anh em về sử dụng mà xài cho nó ổn định. Bây giờ ấy, anh em mua những con máy ấy, hàng đắt tiền ấy, đây những cái con này này, ngoài cửa hàng người đang bán con này là 1.82 triệu một con. Nhưng mà hôm nay em thanh lý cho anh em là 1.250.000 thôi. Lam con này sẽ dài 30cm nha. Sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này. Mini cho anh em về leo trèo trên cao cắt cành tỉa nhánh. Anh em nào cắt tỉa cây cảnh ấy, xài con này cũng được. Hoặc anh em lớn tuổi rồi, không cầm được có những con máy to như con máy này, thì anh em lấy con mini này. Con này nặng có 3kg thôi. Anh em về lớn tuổi rồi cũng có thể cắt được nhá. Hoặc là phụ nữ người ta đeo. Đó, cắt. Đó. Rồi. Chạy rất là êm ái luôn, dòng Kamatsu. Hàng mini này anh em về sử dụng hết chê luôn anh em. Đặt là đứt, đặt gỗ là đứt. Cắt những đường kính khúc gỗ khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại là vô tư nha. 1.250.000 cho anh em lấy cái con H2 này đây. Bên trên này là đổ xăng pha nhớt này. Anh em nhìn hộ em này, bên trên này đổ xăng pha nhớt. Bên dưới này là nó ký hiệu này, là nó đổ nhớt không. Và đây hộ em, để nó tự động nó hút ra, nó sẽ bôi trơn làm xích. Cái này thì nó hút ra tự động nha anh em nhá. Không cần phải làm gì cả, chỉ đổ vào thôi là được, là nó sẽ tự động hút ra để nó bôi trơn cái bộ làm xích này đây, để cắt cho nó không bị nóng cái làm xích này và làm hư hại làm xích. Đấy, anh em lưu ý của em ạ.
Đấy, con núm bông sang phụ đầy đủ này. Con này đặc biệt có hệ thống thắng xích khóa xích nha. Cái thắng xích này này, đẩy xuống này là cái xích này nó sẽ khóa lại này, không chạy được này. Anh em thấy không? Cứ ngắc luôn. Và khi anh em bóp cái thắng xích này lên, đây là cái khóa an toàn, thì xích nó sẽ chạy được nhá. Kể cả nổ máy hay không, anh em cứ gạt xuống là nó sẽ không chạy được xích đâu. Còn bóp lên như thế này thì nó mới chạy được xích nha. Anh em lưu ý hộ em này. Đó, hàng Kamatsu KM2500, hôm nay em bán thanh lý 1.250.000 cho anh em về sử dụng. Cho anh em nổ nghe lại nữa này. Đó. Đó, 1.250.000 cho một con H2 nha. Con H3 là một chiếc máy cưa xích Nakata. Con này thì nó là hàng máy lớn để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác hoặc là khai thác tầm trung. Hôm nay em thanh lý cho anh em là 1.500.000 thôi. Ngoài cửa hàng em đang bán với cái giá 2.200.000 một con. Nhưng mà hôm nay em thanh lý cho anh em bởi vì nó cũng sắp hết mẫu rồi. Đó, những con máy này nó thuộc dạng máy trưng bày. Đây, nó chỉ bị bẩn bẩn ở phần cây lam một tí thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Đó, hôm nay em thanh lý 1.500.000 cho con máy này. Chụp giật là chụp giật trợ lực luôn anh em nhà, chụp giật trợ lực luôn. Con này đặc biệt lam sẽ dài 55cm cho anh em. Lốc hợp kim nhôm này, lốc là lốc nhôm luôn nhá. Lỗ bô 3 cửa xả luôn, rất là khỏe, có thắng xích khóa xích. Cái khóa này là khóa an toàn này đây. Kéo này, xích cứng ngắc này, không chạy được nhá. Bóp cái thắng xích lên. Phải bóp cái thắng xích lên này đó. Bóp cái thắng xích lên nhá thì bắt đầu là cái xích thì nó mới quay được anh em ơi. Đó, đây. Xích nó mới chạy được. Đó. Nó có hệ thống thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Ồ, cái này em cho xích nó hơi căng nên là nó hơi chắc. Đó. Cái đấy thì xử lý được, vô tư không vấn đề gì cả. Con này thì nó phân khúc là hàng máy to rồi, cân nặng khoảng 6 kg, cắt hạ gốc cây. Hôm nay em bán 1.500.000 cho anh em thôi. Bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này, bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Đây, cái nắp nhỏ này đổ nhớt để bôi trơn làm xích, nó sẽ tự động, anh em đổ nhớt vào đây nó sẽ tự động nó hút ra để nó bôi trơn cái bộ làm xích này. Nên là anh em cứ yên tâm. Đó, rất là bền luôn anh em. Bảo hành 6 tháng cho anh em nha, nên anh em cứ yên tâm. Hàng ngày thì nó là phân khúc máy to để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác hoặc là khai thác tầm trung. Giá thành em đang thanh lý 1.500.000 cho con này và em hoàn toàn bao ship cho anh em. Anh em có thể lấy con này về mà xài sử dụng rất là ok luôn anh em, sử dụng hao chân lam mà trực tiếp bằng khóa 13 này. Hàng thương hiệu Nakata nha. Rất là ngon luôn anh em. Con máy này thì sử dụng rất là ok. Con này tích hợp chủ giật trợ lực nên nó giật rất là nhẹ nhàng lắm anh em. Phụ nữ người ta có thể giật được luôn. Đây, kéo nó rất là nhẹ này. Kéo nó nhẹ lắm anh em. Phụ nữ người ta giật được luôn, anh em cứ kéo rất khoát lên là nó sẽ nổ được thôi. Đây là le ở đây nhá. Tông tác thì ở đây. Gạt xuống là tắt, gạt lên là nổ này. Đó, chức năng của nó thì như vậy thôi. Và lấy con này sẽ tăng kèm cho anh em vỏ bao lam và bộ đồ nghề bên trong của nó gồm này là có cái tip mở buji, có cái tô vít chỉnh, có cái lục giác. Đó, đồ linh tinh. Nó có cái rũa nữa. H3 là 1.500.000. Đây, em đã giới thiệu là 3 mẫu rồi nha. Rồi bây giờ là qua 3 mẫu máy cắt cỏ này. 3 mẫu máy cắt cỏ. Đầu tiên là con H4 là một chiếc máy cắt cỏ mini cho anh em về sử dụng cắt gia đình. Nói thật là mày em theo cửa hàng chúng em bảo hàng mini thôi, nhưng mà so với cửa hàng khác thì con này vẫn là khung phúc hàng lớn rồi nhá. Những con mày là nòng 36 ly luôn này, còn hàng nhỏ là nòng 32 ly, 34 ly, thậm chí là 30 ly còn có. Nhưng mà hôm nay con em lên cho anh em con này 36 ly. 36 ly là hàng tầm trung rồi anh em nha. H4 hôm nay em thanh lý cho anh em có 1.400.000 một con này thôi. 1.400.000 một con này thôi, hàng H4 nhá. Tum côn là tum côn lớn cho anh em luôn này. Phần cùm côn này anh em nhìn thấy hộ em này, phần tum côn này. Con này đặc biệt nó sử dụng hai bậc đạn và phần tum côn nó làm rất là dày dặn và chắc chắn luôn anh em. Nhìn cái con máy này tổng thể là biết anh em thấy nó ngon lành cỡ nào rồi đúng không anh em. Đó, hôm nay em thanh lý cho anh em có 1.400.000 cho một con máy Fukiwa FVK330 này đây. Dòng này ăn xăng một ngày 2 lít xăng thôi. 2 lít xăng trên một ngày bởi vì nó thiết kế cho anh em cái chế là chế zin 3 xịn rồi. Nên là tiết kiệm xăng vô cùng luôn anh em, khỏi cần phải lo nha. Em bảo hành con này 6 tháng cho anh em. Nòng 36 ly, một củ tư một chiếc em bao ship cho anh em luôn. Đấy, anh em về sử dụng mà cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ bờ ruộng, cắt cỏ cho bò ăn, cắt cỏ cho cá ăn này. Hoặc là anh em nào về sử dụng gia đình, anh em cắt rẫy nương hoặc là anh em mua về cho phụ nữ người ta đeo, một chiếc máy nhẹ nhàng lắm. Con này nặng tầm khoảng 5 kg, 5 kg rưỡi thôi anh em. Rất là nhẹ luôn anh em nha. Dòng này nó là hàng mini cho anh em về sử dụng. Cái chắn cỏ kia thì nó là chắn cỏ bản to rồi nhưng mà có thể tháo ra được. Đó. Ống cần là ống cần dày 28 ly. Hàng máy này em đang thanh lý cho anh một củ tư một chiếc máy cắt cỏ. Và tặng kèm cho anh em này một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo cho con H4 và hoàn toàn bao ship cho anh em. Thấy không ạ? Đấy, đổ cho anh em nghe này.
chưa? Đấy, H4 giá 1 củ 4 nhá. Lấy con này tặng 5 món phụ kiện hoàn toàn bao ship, giá 1 củ 4 một chiếc. Anh em cần con H4 thì gọi ngay cho bên em. Dòng này em bán chạy số 1 tại cửa hàng luôn đấy. Em bán chạy số 1 tại cửa hàng luôn anh em. Người ta lấy dòng này rất là nhiều bởi vì giá thành nó quá là hợp lý luôn anh em. Tại vì bên em ấy, em bán số lượng nhiều nên là em không bán giá cao được. Em bán giá này để cho anh em dễ dàng tiếp cận, chủ yếu là em đi được số lượng thôi. Rồi qua con H5 này là một con máy hàng Huwana 543. Hàng này nòng 41 ly luôn anh em. Hàng này rất là khỏe để cho anh em chuyên về đập phát cước rẫy nâng nhiều hàng H5 nhá. Con này nòng 41 ly em đang ghi rõ ở đây rồi này. Nòng 41 ly. Hôm nay em bán 2 củ 2 cho một con máy nòng 41 ly để chuyên cho anh em về sử dụng đập phát cước rẫy nâng nhiều, phát thuê, phát mướn. Anh em nào mà nòng 40 ly chưa đủ công suất thì lấy cho em cái con nòng 41 ly này về xài. Dòng này tên lấy là Hukama nhá. Hàng này thì hàng hàng liên doanh. Đấy, sử dụng là cũng là chế xịn rồi. Nó ăn xăng như ngửi luôn. Con này một ngày ấy, hết tầm khoảng độ 2 lít rưỡi xăng đến 3 lít xăng là cùng thôi. Để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước, phát thuê, phát mướn, phát gia đình. Anh em ở khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực trên vùng cao làm rẫy nương ấy, anh em cần một chiếc máy to để về đập phát cước. Cả vì cổ anh em rất là cao, anh em cần một chiếc máy để phát cước cho nó an toàn thì lấy cho con nòng 41 ly mà xài. Bao khỏe cho anh em luôn. Đây, tay ga lên cho anh em là tay ga bộ như thế này rồi, tay ga cải tiến kiểu Nhật rồi anh em nhé. Tay ga cải tiến kiểu Nhật nên là bóp cả ngày không biết mỏi tay luôn. Đầu bò là đầu bò chụp cuốn dây rồi, hàng rất là xịn luôn anh em nhé. Con này bảo hành 6 tháng. Bảo hành 6 tháng đầy đủ, hàng 543 này anh em nhìn hộ em này. Đấy, tung côn là tung côn lớn, tung côn hai bạc đạn luôn nha. Nên là nó làm chất lượng lắm anh em. Con máy này anh em về sử dụng hết chê luôn anh em. Em bán dòng này ở khu vực Lâm Bồng, Đắk Lắk, Đắk Nông hoặc là Kon Tum, Gia Lai, dòng này anh em lấy rất là nhiều rồi. Dòng này anh em về sử dụng anh em lấy có nhiều anh em lấy 5-6 cái của bên em rồi ấy. Nhưng mà ngoài cửa hàng người ta đang bán con này 3 củ rưỡi một con. Nó đắt nên là anh em toàn lấy của bên em thôi. Hôm nay em thanh lý cho anh em 2 triệu 2 một chiếc máy này. Nòng 41 ly, chụp giật trợ lực đầy đủ luôn nha. Đấy, cho anh em nghe cái máy này. Hai củ hai cho con máy H5 nòng 41 ly, anh em quan tâm thì liên gọi ngay cho bên em nhé. Rồi cuối cùng là một con máy TJ53 hàng Kaiper, 2 củ 7 một chiếc, thanh lý cho anh em. Ngoài cửa hàng đang bán 3 củ rưỡi đến 4 củ một con. Nòng con này đặc biệt lên tới 44 ml luôn. Hàng siêu khỏe luôn anh em, hàng siêu trường siêu trọng đấy. Con này thì nó để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước hoặc là phát thuê phát mướn. Anh em nào mà thích máy hàng siêu to siêu khủng long đây thì lấy con này cho em. Con này nòng 44 ly công suất lên tới 53cc luôn anh em nhé. Tay ga là tay ga cải tiến rồi này. Đó, cho anh em nhìn này, cho anh em nhìn phần cùng cần, nếu làm thiết kế cần chất lượng không? Quá chất lượng luôn anh em, ống cần 28, ống cần dày 20 ly. Đấy, đây, con mày này. Con máy này nó là nòng 41 ly cho anh em về đập phát cước thì ầm luôn anh em nhé. Dùng này dùng rất là ngon luôn, khỏi cần phải lăn tan nha anh em nhé. Chất lượng tuyệt đối luôn, anh em bảo hành 6 tháng cho anh em luôn, yên tâm về mà sử dụng. Hôm nay em bán cho anh em 2 củ 7 nòng 44 ly bao ship. Và tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề, 5 món phụ kiện gì kèm theo. Thế nếu mà anh em lấy cái con H6 này nha. Em giật test nổ cho anh em nghe qua này. Anh em 2 củ 7 nòng 44 ly, anh em nào mà đang quan tâm về cái dòng sàn TC53 hàng liên doanh này thì có thể liên hệ ngay cho bên em. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em là 6 con máy cắt cỏ và máy cưa cũng như là bình điện. Anh em quan tâm mặt hàng nào thì chỉ cần liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng anh em nhé. Đó, cho em xin thông tin địa chỉ là được em đã ship tận nhà cho anh em luôn. Xin chào anh em, hẹn nhau những video tiếp theo nha.